Chào các bạn ha, thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn món bánh mì nhân đậu xanh. Món ăn khá là lạ đúng không? Cái món bánh mì này thì các bạn có thể là làm ăn sáng cho bản thân mình hoặc là cho con mình ăn sáng trước khi mình đi học ha các bạn ha. Đây là những bánh mì nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Đó, mình làm bằng chảo ha các bạn ha, rất là dễ và nhanh. Đó ha, bây giờ mình sẽ xé thử một cái ổ bánh mì ra cho các bạn xem cái phần nhân bên trong nè. Hấp dẫn không các bạn? Bánh mì dai, nhân đậu xanh bên trong thì vàng, thơm lắm các bạn. Đó ha, thì buổi sáng mình có thể bỏ ra khoảng nửa tiếng, một tiếng gì đó mình làm những ổ bánh mì như thế này cho con mình ăn ha các bạn ha, trước khi đi học. Nó làm bằng chảo luôn, dễ dàng, cực kỳ. Đó, bên cạnh đó thì mình có thể làm thêm một ly sữa nữa. Đó, như vậy thì mình đã làm xong được một cái bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho con mình ha, trước khi mình đã đi học. Ok ha, nếu như mà các bạn thích làm món bánh mì nhân đậu xanh này thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái công thức và cách làm. Chúng ta có thể làm tại nhà bằng chảo luôn các bạn nha. Ok, vậy mà bây giờ để làm món bánh mì này thì mình cần những nguyên liệu nào? Mình cần sữa tươi ha, sữa tươi rồi vani, men khô ha. Và đậu xanh ha, cái đậu xanh này thì các bạn ngâm khoảng 3 tiếng cho mình. Còn nếu mà các bạn muốn ngâm nhanh á, mình ngâm bằng nước ấm, nước nóng thì mình ngâm nó khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng ha các bạn ha. Rồi bột mì thì mình nên dùng bột mì số 13, nhưng mà hôm nay mình bột mì số 3 mình xài gần hết rồi, nó còn chút xíu à, nó còn chắc còn khoảng 50g à. Thì mình mua thêm một cái bột mì đa dụng này. Cái bột mì đa dụng này á, thì nó là bột mì số 11 đó các bạn. Các bạn có thể dùng bột mì số 11 hoặc số 13 hoặc là số 8 gì cũng được. Làm sao để biết nó là bột mì số 11 thì các bạn coi nè. Cái hàm lượng protein nè ha, các bạn thấy không, 9,5 đến 11 nè. Đó, 9,5 đến 11 thì nó là bột mì số 11 ha. Thường á, thì cái bột mì số 11 này á, thì người ta sẽ làm mì, làm mì hoặc là làm bánh bao nó sẽ ngon hơn. Còn cái bánh bột mì số 13 này người ta sẽ làm bánh mì, chủ yếu là bánh mì hoặc bánh pizza. Mỗi một cái số này thì nó sẽ có những cái món bánh riêng ha các bạn ha. Mặc dù là bột mì số 13 này các bạn có thể làm bánh bông lan hoặc là tất cả những loại bánh khác cũng được, nhưng mà nó sẽ không có ngon bằng những cái bột mì mà nó phù hợp hơn. Ví dụ như thường là mình làm bánh bông lan á, mình làm bột mì số 8 nó sẽ cho cái bánh nó mềm mại hơn. Thì đầu tiên này mình sẽ đi ngâm cái đậu xanh này. Rồi thì bây giờ để ngâm cái đậu xanh các bạn cho là khoảng 150g thôi. Đừng cho nhiều quá các bạn. Cái nhân đậu xanh này ăn nhiều nó cũng ngán lắm ha. Mình cho nó khoảng phần nửa bịch thôi, thì cái bịch đó là 300g. Rồi các bạn rửa nước cho mình, rửa cho nó sạch ha, thì mình ngâm. Ngâm đậu xanh thì nó không giống như là mình ngâm đậu nành ha. Các bạn có thể là ngâm với đầy nước ấm hoặc nước lạnh gì cũng được ha. Mình rửa qua vài lần nước lạnh á, cho nó sạch rồi mình ngâm nha. Rồi cái đậu xanh của mình ngâm được khoảng 2 tiếng nè các bạn, 2 tiếng rưỡi thì nó nở ra như thế này rồi ha. Và nấu đậu xanh thì mình cho vào đây là khoảng 1/3 thìa cà phê muối ha các bạn ha, cho đậu xanh mình lát ăn cái nhân nó có vị đậm đà. Rồi các bạn cho nước vào, mình cho nó 2 chén nước nha. Nấu đậu xanh thì các bạn để lửa vừa thôi, các bạn đừng để lửa lớn quá, lửa lớn thì nó rất là dễ bị trào. Mà cái đậu xanh này thì các bạn phải canh nè, nhiều khi là mình đẩy nắp mình đi bỏ đi đâu đó thì nó trào ra, nó tràn ra ngoài rất là dơ ha, nên mình phải canh đó. Thỉnh thoảng thì mình khuấy dưới đáy nồi nha các bạn, nhiều khi đậu xanh nó lắng xuống bên dưới nó làm cho cái nồi nó bị khét. Rồi cái đậu xanh sau khi mà mình nấu xong rồi thì các bạn chờ cho nó nguội nguội ha, mình cho vào đây là 1 chén nước để mình xay. Lúc này nấu đậu xanh xong nó chín, nó rất là khô nè các bạn ha, mình cho thêm nước vào. Rồi bây giờ các bạn cho vào trong máy xay sinh tố ha, mình xay cho nó nhuyễn ra. Sau khi mà xay xong rồi thì mình nên cho qua rây thêm một lần nữa ha các bạn ha. Tại vì nhiều khi máy xay sinh tố mình nó xay không có kỹ á, còn lẫn vài hộp á thì mình rây cho cái nhân mình nó mịn. Sau khi rây xong rồi mình sẽ tiến hành là mình sơn cái phần đậu xanh này. Đó các bạn thấy cái phần đậu xanh bên dưới không? Đó nó rất là mịn luôn ha. Rồi ha, sau khi mà mình rây cái phần đậu xanh rồi thì các bạn cho vào đây là 1 muỗng canh rưỡi dầu ăn nha. Cho vào rồi thì các bạn trộn lên ha, trộn đều cái phần đậu xanh với dầu ăn rồi mình cho thêm nửa muỗng nữa. Rồi ha, mình cho thêm nửa muỗng nữa nè. Rồi, các bạn cũng trộn lên ha, trộn đều lên xong rồi mình sẽ bắt lên chảo mình sơn. Rồi bây giờ mình cho vào chảo nha các bạn. Đậu xanh mà nếu mà các bạn làm kỹ, các bạn rây, các bạn xay cho nó mịn thiệt mịn thì mình khi mà mình ăn cái phần nhân á, mình ngậm là nó tan trong miệng luôn, rất là ngon. Còn không thì nó kiểu như ăn nó sẩm sẩm, nó không ngon.
các bạn có thể là lấy cái công thức nhân đậu xanh của mình hôm nay á, các bạn làm nhân bánh trung thu ăn cũng được ha. Rồi các bạn cho vào đây là 2 muỗng canh đường nha. Rồi bây giờ mình bật lửa lên. Ha, lúc này thì mình sẽ để lửa vừa. Lửa vừa các bạn khuấy cho nó tan đường đi. Xong rồi các bạn thấy cái phần nhân đậu xanh của mình bắt đầu nó sôi, nó sủi sủi lên đó, thì mình sẽ để lửa nhỏ. Sên thì mình phải khuấy liên tục ha các bạn ha. Các bạn có thể là nếm thử ha, tại vì nhiều khi là với 2 muỗng canh đường thì các bạn thấy là nó chưa có được ngọt hoặc là nó ngọt quá thì mình tinh chỉnh lại cái lượng đường nha. Mình bớt hoặc là mình thêm. Sên cái phần nhân đậu xanh này thì nó không có khó, nhưng mà nhiều bạn thì thích đốt cháy giai đoạn ha, bỏ qua cái bước này hoặc là bỏ qua cái công đoạn kia. Ví dụ như mình cho dầu ăn vào thì mình không cho một lần hết, mình cho từ từ như vậy, mình khuấy lên. Thì như vậy cái đậu xanh mình nó không có bị tách dầu. Nhiều bạn làm xong là đậu xanh một đường và dầu một đường là nó như vậy á, các bạn hãy khuấy cho nó tan. Tan vào trong cái đậu xanh này nè, rồi mình mới sên. Ha, các bạn nấu khoảng 5 phút thôi, 5 phút là bắt đầu nó sôi lên, nó sôi, nó sủi sủi lên nè. Thì lúc đó thì mình sẽ bật lửa nhỏ nha. Đó, các bạn thấy nó sủi lên không à? Sủi lên rồi đúng không? Bây giờ mình bật lửa nhỏ thật nhỏ luôn, mức nhỏ nhất. Rồi. Cứ như vậy ha, mình sên. Thời gian sên thì nó khoảng từ 20-25 phút. Đến khi nào mà các bạn thấy cái đậu xanh mình nó đứng được, nó không có bị chảy xuống là xong. Mình có thể là bảo quản cái nhân đậu xanh này bằng cách là mình cho vào trong ngăn đá tủ lạnh các bạn ha. Rồi khi nào mình ăn thì mình lấy ra, rã đông rồi mình nấu bình thường thôi. Đó các bạn thấy không, cái đậu xanh mình sên được khoảng 20 phút rồi thì bắt đầu nó tạo thành một cái khối như thế này rồi. Và nó không còn dính như cái đáy chảo nè, nó tróc ra hết luôn á. Thì khi các bạn sên được như thế này rồi thì mình sên nó khoảng được 5 phút, 7 phút nữa là được ha các bạn ha. Nó sẽ cứng cái khối đậu xanh hơn. Đó thì làm cái phần nhân đậu xanh mà sên thành công thì nó sẽ được như thế này. Nó không có bị tách cái phần dầu ra ha các bạn ha. Mình chú ý các bạn làm cho nó đúng theo cái cách mà mình chia sẻ đó. Thì mình các bạn sẽ làm thành công thôi. Rồi cái nhân đậu xanh của mình bây giờ đã ok rồi các bạn. Nhìn nó như hình một con nhộng dễ thương không? Đó các bạn, bây giờ mình chảy cho nó nguội nguội đi rồi mình cho nó vào trong cái phần nhân bánh mì. Bây giờ mình làm bột ha, làm cái vỏ bánh. Dễ thương ghê chưa? Rồi bây giờ làm vỏ bánh mì á, thì mình sẽ cho bột vào trong cái chén này. Mình cho nó là một chén 1/3 ha các bạn ha. Thì thường á, là một chén bột mì như thế này các bạn có thể làm ra được khoảng 4 ổ bánh ha, 4 ổ bánh nhỏ nhỏ, còn mình làm cho thêm 1/3 nữa thì nó sẽ ra được khoảng 4 ổ bánh, nó vừa vừa một chút ha. Mình cho thêm 1/3 nữa ha. Rồi ha, sau khi mà các bạn cho bột rồi á, thì các bạn cho là muối, đường ha và men vào đây cho mình. Men thì mình cho nó là một muỗng men này ha các bạn ha, khoảng 2 thìa cà phê á. Muối thì các bạn cho mình là 1/3 thìa cà phê muối nha, cho vào đây. Rồi đường thì các bạn cho mình là nửa thìa cà phê đường thôi. Rồi các bạn trộn đều cái phần này lên, tại vì khi mà mình cho nhiều đường quá thì cái bánh mình nó dễ bị khét mà nó chưa kịp chín ha các bạn ha. Hôm nay mình làm là mình làm bằng chảo. Nếu mà các bạn làm bằng lò nướng thì các bạn có thể là cho nhiều đường hơn. Làm bằng chảo thì nó cũng dễ mà nó cũng khó các bạn. Tại vì nếu mà các bạn cán cái bánh nó dày quá thì cái phần vỏ bánh bên ngoài nó bị khét mà phần bên trong nó chưa chín. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần sữa tươi vào. Nếu mà mình làm chưa quen thì các bạn cứ cho từng chút một cũng sao hết. Mình cứ cho mỗi lần là một muỗng canh ha, mình trộn lên. Các bạn thấy nè, cái bột nó còn khô quá thì mình cho thêm. Mỗi một cái loại bột mì thì nó có cái độ hút nước khác nhau nha các bạn. Ví dụ như hôm nay mình làm là bột mì số 11 trộn với lại một ít cái bột mì số 13 nữa, do mình hết cái bột mì số 13 đó nên là cái phần sữa tươi là mình cho với cái định lượng như thế này. Nhưng mà nếu mà nhà mà các bạn dùng 100% là bột mì số 13 hoặc là bột mì số 8 ví dụ vậy thì mình cân đối cái lượng sữa tươi cho nó phù hợp ha, cho từ từ vào. Rồi bây giờ chuẩn bị là mình nhồi bột ha các bạn ha, mình nhồi bằng tay, còn bạn nào lười thì nhồi bằng máy. Thật ra khi mà các bạn nhồi bột bằng tay ấy, nó cũng có nhiều cái hay lắm. Nó không phải là thích biểu diễn thì mình làm mình nhồi bằng tay ha các bạn ha. Nhồi bằng tay thì mình sẽ cảm nhận được cái độ mềm cũng như là cái độ dai của bột, thì mình cân đối lại mình làm sao cho nó ngon nhất. Còn các bạn làm bằng máy thì mỗi máy nó lại có công suất khác nhau. Ví dụ như các bạn coi theo công thức các bạn làm là đánh khoảng 5 phút là bột nó dai đúng không? Nhưng mà cái máy mình công suất nó yếu hơn, mình phải đánh lâu hơn ví dụ vậy. Thì cái bánh của mình á, mình không có biết chính xác là khi nào nó sẽ là ngon. Còn các bạn dùng tay như thế này nè, các bạn bóp vào các bạn biết khối bột mình bây giờ nó đã mịn, nó mềm như thế này rồi ha, là ok ha.
có thể dành cho những bạn nào mà giả sử như mình không có máy thì cũng không sao các bạn ha, mình cứ nhồi bằng tay. Bột khô thì cứ cho thêm sữa vào. Rồi lúc này các bạn nhồi cái bột này nó mịn rồi nè, các bạn thấy không, nó không còn chín tay nữa. Thì bây giờ mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh bơ nha, để cho cái bánh mình nó được thơm ha. Khi cho bơ vào thì mình cũng tiếp tục là mình nhồi ha các bạn ha, mình nhồi cho khối bột này nó mịn, nó dai trở lại. Rồi cái khối bột của chúng ta sau khi mà các bạn nhào xong rồi đó thì mình sẽ cho vào trong cái tô này một ít dầu ăn ha, để cho cái bột đừng có bị dính ha. Khoảng 2 thìa cà phê dầu ăn thôi các bạn, đừng cho nhiều dầu quá. Chủ yếu là mình cho cái phần đáy với lại cái phần thành tô này cho đừng có bị dính thôi. Sau khi mà mình cho cái khối bột vào xong thì mình dùng cái màng bọc thực phẩm các bạn bọc lại, rồi các bạn đem ủ nha. Mình ủ khoảng 45 phút đến 1 tiếng cho mình. Rồi ok ha, mình sẽ ủ ha các bạn ha. Rồi cái khối bột sau khi mà các bạn ủ được khoảng 45 phút rồi, các bạn thấy nè, nó nở ra là gấp đôi rồi ha, và nó căng lên như thế này nha. Ha, còn cái phần cái túi đậu xanh này á thì các bạn cho vào trong bịch ni lông đi, để cho nó đừng có bị khô. Mình để bên ngoài nó rất là dễ bị khô nên cho vào đây, chút nữa mình làm cái phần nhân. Bây giờ mình sẽ chia cái khối bột này ra ha. Sau khi mà các bạn chia bột ra rồi thì mình sẽ túm nó lại ha các bạn ha, các bạn túm tròn nó lại. Nếu như mà các bạn muốn ăn cái bánh nó dày thì các bạn làm hai cục bột ha, hai cục bột cho nó to ra thì cái bánh mình nó sẽ dày hơn. Còn không thì mình sẽ làm một cái bánh nó nhỏ nhỏ thôi, bánh mì nhỏ nhỏ thôi. Đó cho con mình nó ăn sáng ha. Đó một cục bột nhỏ nhỏ như thế này ha. Ok, mình sẽ cho nó qua cái dĩa bên đây và tiến hành là mình lấy cái khăn ẩm các bạn đậy lên để cho cái bột mình nó đừng có bị khô. Rồi bây giờ đầu tiên thì các bạn cho mình một ít bột áo ha xuống cái tấm thớt này. Ha, sau khi mình bỏ viên rồi đó, các bạn cho mình ít bột áo. Rồi mình sẽ lấy cái cục bột đầu tiên nè, mình sẽ cán ra. Các bạn cán cho nó mỏng ra ha. Mình chỉ cho bột áo ở phía mặt dưới thôi nha các bạn, đừng cho mặt trên nha. Mặt trên để lát nữa mình xếp nó lại nó còn dính được. Các bạn cho lên rồi mặt trên nó không có dính được với nhau á. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ cho cái phần nhân vào. Rồi bây giờ mình gấp cái bánh này lại, túm tròn nó lại ha các bạn ha. Các bạn túm cái phần này lại nè cho nó dính lại với nhau nha. Rồi lúc này các bạn cũng xịt cho mình một lớp nước mỏng ha, rồi mình cho vào trong cái dĩa hồi nãy mình ủ nó tiếp, mà ủ nó khoảng 10 phút nữa ha, rồi mình đem nướng được. Xịt bánh lên để cho nó đừng có khô các bạn. Đó ha, các bạn cho nó vào trong cái dĩa này, mình lấy khăn mình đậy lại ha, tiếp tục là mình làm cho những cái khối bột còn lại. Rồi đầu tiên thì các bạn bắt chảo lên cho mình nha, các bạn làm nóng chảo, chờ cho chảo nó hơi nóng nóng lên đó, rồi các bạn đẩy lửa nhỏ nhất. Mình sẽ cho cái bánh vào đây nè ha. Thì trước khi mà các bạn cho vào, ví dụ như các bạn cho mặt dưới trước thì mình phải xịt nước vào cái mặt dưới ha các bạn ha. Đây mình xịt nước vào, cho vào. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại ha, mình đậy lại. Các bạn chờ khoảng 10 giây 15 giây các bạn trở cái mặt bánh đi. Rồi bây giờ mình trở bánh nè ha, mình sẽ xịt nước vào trong cái mặt trên của bánh. Rồi các bạn trở cái bánh lại. Trung bình á, một cái bánh mình nướng nó khoảng từ 3 phút 4 phút ha các bạn ha, rồi nó sẽ chín. Nhưng mà chịu khó là các bạn phải trở thường xuyên ha, tại vì cái chảo nó làm thì nó cái nhiệt của nó hơi khó canh hơn là lò nướng, nên là nhiều khi mình không trở thường xuyên á thì nó sẽ bị khét. Cứ mỗi lần mà các bạn muốn trở thì các bạn cứ xịt nước vào trong cái mặt bánh mình trở nó. Đó, những cái bánh còn lại thì mình cho nó vào trong cái khay này các bạn thấy không? Mình đậy cái khăn ẩm lên. Bánh mình nó không có khô, ăn lát nó mềm nó ngon. Còn các bạn để bánh bên ngoài thì bánh nó khô khóc rồi. Rồi ha, đây là những ổ bánh mì nhân đậu xanh mà mình vừa làm bằng chảo xong. Món này các bạn có thể làm món ăn sáng chay hoặc là mình làm cho con mình ăn trước khi mình nó đi học cũng được các bạn ha, rất là ngon. Đó, bên cạnh đó thì mình có thể làm thêm một ly sữa nữa. Đó, như vậy thì mình đã làm xong được một cái bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho con mình ha, trước khi mình nó đi học. Ok, thì hy vọng là qua cái video này mình đã chia sẻ cho các bạn một cái món ăn sáng ngon, đó chính là món bánh mì nhân đậu xanh. Hy vọng các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu như mà các bạn thích thì các bạn nhớ bấm like và bấm đăng ký channel để ủng hộ mình ra những cái video mới hơn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.